Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Tổng quan năng lượng những tháng cuối năm. Đây là video chọn tụ bài. Chúng ta sẽ có hai tụ bài, tụ con bướm bướm và tụ con cá. Các bạn sẽ lựa chọn tụ phù hợp với năng lượng của mình. Sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1. Các bạn chọn lựa ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của chính mình. Chúng ta sẽ bắt đầu vào các trải bài nha các bạn. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ bơm bớm. Và trong trải bài các bạn có lá 6 kiếm. Kế điểm nữa là các bạn có lá The Hierophant. Và lá bài số 3 nữa là các bạn sẽ có lá Two of Pentacles, lá 2 tiền. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Khi mà lá bài 6 kiếm này xuất hiện, nó có hàm ý cái sự hồi phục của các bạn. Điều này đặc biệt đúng khi bạn vừa trải qua một cái khoảng thời gian rất là khó khăn hoặc tổn thương tâm lý trước đó. Trong suốt cái giai đoạn mà chịu đựng cái tai họa này á, các bạn đã luôn cảm thấy lãnh cảm và thiếu kết nối. Không còn điều gì quan trọng tâm trí của bạn hết trơn á. Nhưng những tháng cuối năm này sẽ là lúc mà bạn bắt đầu bước vào cái giai đoạn mình hàn gắn và cố gắng chữa lành cái tổn thương bên trong của chính mình về những cái mối quan hệ xung quanh. Ít nhất là các bạn thấy là chúng ta cũng đang tiến về phía trước và có những cái dấu hiệu là các bạn sẽ đến đến những cái vùng đất mới, những cái lĩnh vực mới, bắt buộc ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng thiết tha để tiến vào những cái lĩnh vực này. Khi mà thấy lá bài này trong cái trải bài á, thì các bạn hãy nên nhớ rằng dù cái hoàn cảnh có thể không được lý tưởng để các bạn thực hiện những cái việc này, nhưng dù sao bạn cũng phải vẫn đang tiến về một cái nơi chốn và phù hợp với bạn tích cực hơn, nơi mà cơ hội vẫn còn cho bạn gặp gỡ những cái người mà họ yêu thương bạn chính thức, có một cái gì đó rất là mới mẻ, tràn trề hy vọng đang nằm chờ bạn ở phía trước. Khi mà lá bài xuất hiện là chứng tỏ các bạn cái gì cũng ở bình á, bình lặng nè, không lao lên dốc mà cũng không thăng tiến luôn, cảm thấy là mọi thứ nó cũng mới trải qua hàng ngày luôn. Đối với bạn là không khổ mà không vui không sướng, nhưng mà có một dấu hiệu là các bạn phải di chuyển hồi phục rất là nhiều, bắt buộc phải tham gia vào cái hành trình mới. Dù muốn hay không muốn thì vũ trụ cũng bắt bạn phải di chuyển nè, phải thay đổi nè, trải nghiệm nhiều hơn nè. Và đây là cái thời điểm bạn sẽ phục hồi, giải quyết cái hậu quả khi xưa do tổn thương đem lại. Các bạn phải bắt buộc phải đương đầu những cái khó khăn mới, bắt đầu phục hồi những cái gì bạn đã bị lập bỏ lỡ khi xưa, tiến về cái nơi tích cực hơn, nơi mà cho các bạn cái hy vọng trở lại. Một cái trải nghiệm mà bắt buộc các bạn phải rời bỏ và các bạn phải tham gia một cuộc hành trình mới, tiếp cận với những khung suy nghĩ mới rất là nhiều. Do đó đây là cái thời điểm bạn phải suy nghĩ về những điều bạn muốn đến, những gì bạn cần làm và cần thiết cho cuộc sống mình. Một khi mình phải xác định cái mục tiêu vậy á, nhớ là cái mục tiêu tích cực cho các bạn thì các bạn mới hãy có quá trình tiến tới đó được. Bởi vì không có mục tiêu thì con người chúng ta sẽ không làm gì thành công hết trơn các bạn ơi. Có mục tiêu thì các bạn sẽ hướng tới đó. Trong cái quá trình mình tiến tới đó, mình gặp khó khăn, thất bại hay đau khổ, thì mình có mục tiêu mình hướng tới thì mình sẽ không có bị những cái khó khăn, thất bại đó gục ngã của mình. Nếu không có, các bạn dễ dàng bỏ cuộc và cũng như là sẽ rất là dễ tổn thương. Và sau đây mình xin nói cái lá bài thứ hai là gì. Các bạn có lá bài The Hierophant. Cái lá bài này xuất hiện thì ít khi được đón nhận bởi những cái người đọc tarot hiện đại lắm các bạn. Nhưng mình là cái người không hiện đại lắm, bởi vì mình là cái người kết nối tâm linh rất là nhiều và mình có trải nghiệm về cái tôn giáo này cũng như là ý thức về vũ trụ rất là cao. Cho đó là nếu như mà các bạn nhận thức lĩnh hội được cái quan điểm của lá bài này á, thì nó cho thấy rằng cái lá bài này nó muốn cho các bạn có sự kết nối với tinh hoa cũng như là thông điệp truyền thống. Bạn nên tiếp nhận những thông điệp này qua cái tôn giáo mà các bạn đang lĩnh hội hiện tại. Ví dụ như các bạn đạo chú thì các bạn sẽ kết nối với mình những lời giảng hoặc là cái cờ ngộ nguyện của bên đạo của mình, hoặc là các bạn đạo Phật thì các bạn sẽ chiêm nghiệm hơn về cái triết lý của Phật giáo, vô thường là cái gì, thiền định là cái gì. Đây là cái thông điệp của lá bài, hy vọng các bạn sẽ là cái nơi trung gian giữa cái đạo giáo của mình với con người. Các bạn phải thấu hiểu được những cái thông điệp, những cái bài giảng hay từ cái đạo của chính mình
Khi đó các bạn có thể được tương tác với cái ý nghĩa của tôn giáo đối với cuộc sống của chính bạn và những người xung quanh. Và đây chính là cái dấu hiệu các bạn phải phát triển về tinh thần rất là nhiều. Một trong những cái ý nghĩa là có những người sẽ không tin vào những giá trị đó, thường bị lạc trong những ý tưởng nông cạn của chính mình. Do đó các bạn nên phát triển hơn về mặt tinh thần của chính mình nha các bạn. Và có một cái dấu hiệu là các bạn sẽ gặp được cái một người, cái người này xuất hiện đó như là một cái ân phước, một người thầy tuyệt hảo, đầy ắp sự sáng suốt, tri thức và khao khát truyền lại cho chính các bạn và những người khác. Bởi vì cái thông tuệ của họ, họ sẵn sàng đưa lời khuyên khi các bạn cần. Do đó bạn sẽ tìm thấy những giá trị trong lời khuyên vào từng thời điểm thích hợp để bổ khuyết cho những kẻ hở của vấn đề của chính mình. Hy vọng các bạn tìm được một nhân vật để các bạn luôn tin cậy và tín nhiệm trong những tháng cuối năm này nhé. Và điều mà các bạn cần tìm đó chính là một mối quan hệ hòa hợp về mặt tinh thần sẽ là ưu tiên số 1 cho các bạn trong thời điểm này. Các bạn cần tập trung học hỏi những kinh nghiệm nè và tích cực mở rộng mối quan hệ là các bạn sẽ nhận ra chính cái người thầy của mình. Và về tình yêu, lá bài này cũng mong muốn các bạn phải đi theo một cái mô típ cổ điển truyền thống từ khi xưa giờ. Tất nhiên là các bạn sẽ tìm hiểu kỹ càng người đó nè, xây dựng sự tin tưởng nè, quan tâm nè, sau đó mới hẹn hò và kế đến là thỉnh thoảng phải trao giá trị cho nhau về vật chất cũng như tinh thần, không có quá dồn dập nhưng mà sẽ khiến cái đối phương của bạn không thể nào quên. Và ghi nhớ thông điệp của lá bài cũng mong các bạn là xây dựng tình yêu của mình dựa trên là giá trị và niềm tin tưởng, và các bạn phải thực sự đem sự thoải mái, tin tưởng, tạo giá trị cho nhau và luôn luôn 100% tin tưởng. Nếu chỉ có 90% không tin tưởng là chắc chắn cái tình cảm của bạn sẽ thất bại, không được viên mãn hạnh phúc sau này. Mình hy vọng là các bạn sẽ tìm được một người mà cả hai cùng có ý thức rõ ràng về trách nhiệm cũng như cố gắng vun đắp tình cảm của chính mình cho và nhận ở từ hai phía, chứ không phải một phía nào cho thật nhiều mà phía kia không làm gì hết là không được nha các bạn ơi. Và lá bài số 3 là những cái điều thú vị nào xảy ra trong những tháng cuối năm của các bạn, thì các bạn có lá bài 2 tiền. Và trong những tháng cuối năm này có hai vấn đề chính là điều quan trọng các bạn cần phải lưu ý trong tâm trí của chính mình. Đó là bạn cần phải ngừng việc chú tâm vào quá nhiều thứ cùng một lúc. Bởi vì khi bạn làm quá nhiều việc cùng một lúc là không phù hợp với các bạn. Bạn cần phải cắt giảm bớt đi những cái gì bạn đang làm và chỉ tập trung duy nhất vào hai mối ưu tiên trong cuộc sống mà thôi. Bởi vì cuộc sống chúng ta giống như có 4 cái nồi lửa vậy các bạn. Thứ nhất là cái nồi về tài chính, thứ hai là cái nồi về bản thân, thứ ba là cái nồi về bạn bè, và cái thứ tư là cái nồi gia đình. Thì các bạn chỉ cần tập trung vào hai cái mối ưu tiên duy nhất. Ví dụ như các bạn đây cái giai đoạn này, các bạn một là gia đình hoặc là bản thân của mình, giai đoạn thứ hai hoặc là sự nghiệp hoặc là bạn bè. Các bạn sẽ sử dụng được hai cái thôi, bởi vì chúng ta không thể cùng một lúc làm 4 cái. 4 cái là các bạn sẽ không làm được gì hết, cái nào cũng hờ hợt hết. Nên tập trung vào 2 cái, bạn xem xét cái này là phù hợp với mình trong cái thời điểm này, thì các bạn chọn đúng 2 cái các bạn tập trung vào cho mình nha. Và thông điệp của lá bài là hy vọng các bạn tìm được cái thế cân bằng ở chính mình, hãy tự tin hơn nếu như các bạn không tự tin, và đảm bảo rằng các bạn tập trung chú ý chỉ duy nhất vào 2 khía cạnh trong cuộc sống, về tiền bạc, tình yêu, gia đình và bạn bè, và sự nghiệp. Các bạn chỉ chọn 2 cái trong một thời điểm. Và đây là cái lúc bạn cần phải xem xét lại, có thể bạn sẽ chấp nhận cái rủi ro. Bạn có thể giới hạn cơ hội hay lựa chọn của mình trong cái vấn đề tài chính để bạn không có phải quá mất nhiều tiền để đầu tư khi này. Hy vọng là các bạn sẽ chăm chút hơn, tìm hiểu kỹ hơn về cái việc bạn đang làm. Và tình yêu, hy vọng là các bạn sẽ tìm được một tình yêu thật là hứa hẹn. Nếu có gặp rắc rối trong tình yêu này, không có sao hết trơn á. Hãy đảm bảo cho cái mối quan hệ các bạn luôn được duy trì ở mức độ ưu tiên cao trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như người ấy sẽ không còn ở đó khi bạn quay lại tìm đâu, nếu các bạn thật sự không quan tâm họ. Khi mà các bạn đang tìm kiếm tình yêu, tức là mình đang độc thân á, thì đừng có tự quyển quặc cho bản thân mình đã sẵn sàng. Nếu như bạn thực sự chưa hề sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc, tức là các bạn vẫn chưa cảm thấy thoát khỏi được cái tổn thương của mối tình khi xưa, thì các bạn không nên tiến tới với mối quan hệ mới. Bởi vì bạn không cần phải là một người hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng bạn cần phải sẵn sàng để dành thời gian để tiến tới một cái người mới họ xứng đáng với bạn hơn. Hãy dành cái thời gian, không gian và sức khỏe
cho sự lãng mạn của tình yêu mới nhé các bạn. Có thể ở giai đoạn cuối năm các bạn cảm thấy là những trách nhiệm to lớn của mình giúp cho gia đình tiền bạc cuối năm, giải quyết nợ nần, giải quyết gì đó rất là nhiều thứ. Bạn cảm thấy là hình như bạn không có đủ thời gian để lo cho tất cả những khía cạnh này. Nhưng cái điều quan trọng nhất là các bạn phải chăm lo về khía cạnh tinh thần của bản thân. Hãy thử suy nghĩ đi. Có thể là bạn có nhiều thời gian, thậm chí không có 5 phút để các bạn giúp cho mình phát triển mặt tinh thần sao? Hãy chiêm nghiệm một cái điều gì đó cho bản thân của mình. Một lựa chọn tốt hơn, tức là phát triển bản thân là cái việc ưu tiên đầu tiên nhất mà cần phải làm. Khi bạn phát triển được bản thân của mình thì thế giới nó sẽ khai mở rất là nhiều. Bản thân bạn tốt thì thế giới mới tốt, chứ bản thân bạn xấu thì những cái xung quanh bạn đều xấu hết. Chúng ta phải điều khiển được cảm xúc và cuộc sống của mình, chính là phát triển bản thân cá nhân của mỗi người trong cuộc sống này. Thông điệp của lá bài là hy vọng các bạn phải cung cấp chất dinh dưỡng không những cho cơ thể, tâm trí mà còn cho cả tinh thần nữa thì tớ mới thực sự là hoàn hảo và cân bằng nhé các bạn. Đây là các điều bạn cần phải chú ý vào những tháng cuối năm này. Tiếp đến là thông điệp của Osho là gì, mình xin chia sẻ cho các bạn. Và thông điệp của lá bài đó chính là The Rebel, sự nổi loạn. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta lo sợ nhiều lắm các bạn. Mình lo sợ một cái thế lực nào đó, lo sợ về cái nơi sống của mình, lo sợ về cái xã hội này, lo sợ về những người xung quanh, lo sợ cái sự lôi kéo của cám dỗ. Bởi rất cái nhiều, rất là nhiều luôn. Một người muốn được khai sáng, muốn được phát triển thì chắc chắn các bạn không có thể làm nô lệ cho bất cứ cái gì trong cuộc sống này, nhất là tình yêu, tiền bạc, vật chất. Khi mà các bạn bị giam cầm trong những cái thứ vật chất như vậy, các bạn sẽ rất là khó để các bạn có thể hấp thụ được những tư tưởng mới, những cái gì đó rất là mới để phát triển của mình. Cách duy nhất là các bạn phát hiện được là cái thế giới bên ngoài có gì chăng nữa, đám đông có muốn làm phiền các bạn gì chăng nữa, hoặc xã hội có muốn làm cho các bạn gì nữa, thì các bạn vẫn giữ vững cái niềm tin của mình. Bạn sẽ thấy là mình sẽ không còn cùng cực khốn khổ về những cái điều đó nữa. Khi mà các bạn cảm thấy là những cái vật bên ngoài các bạn không có làm ảnh hưởng tới các bạn, chính là cái lúc này các bạn được khai sáng, được trở thành một cái cá nhân vĩ đại nhất của chính bạn. Khi bạn không phụ thuộc vào bất kỳ ai và bất kỳ người nào, không có ai có quyền mà giam cầm hoặc là thách thức cho sự phát triển các bạn hết. Các bạn phải có trách nhiệm cho việc khẳng định bản thân của mình và sống vì chân lý của chính các bạn nha các bạn ơi. Đây là cái thông điệp chính của lá bài The Rebel Osho, một bậc thầy về thiền định trên thế giới. Vừa xem xong cho các bạn trải bài và hy vọng những tháng cuối năm này các bạn thật sự là bình yên, tìm lại bản thân của mình, phát triển bản thân mình nhiều hơn. Đây là cái lúc các bạn sẽ tiến bới một cái bến bờ mới, những cơ hội mới đang mở ra cho các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin chào các bạn đã chọn tụ con cá vàng. Mình xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Trong trải bài các bạn có lá bài Judgment, phán xét. Và lá bài thứ hai nữa là các bạn có lá bài Five of One, năm gậy. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn có lá bài The Temerant. Và sau đây mình xin giải bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên là các bạn có lá bài Judgment, phán xét. Khi mà các bạn thấy được lá bài của phán xét này là các bạn phải biết là mình phải vươn lên theo tiếng gọi của thiên sứ. Khi những người tốt sẽ được lên thiên đường và người xấu sẽ xuống địa ngục, những người không được cứu rỗi thì sao? Và bạn có bị phán xét khi bạn không đủ điều kiện để các bạn có thể tiến lên thành một cái thành phần mới của xã hội vì cái tội lỗi của chính mình? Cái Chúa Trời hay vũ trụ có từ chối các bạn hay không? Đây là khía cạnh của phán xét vẫn còn đang tranh cãi rất là nhiều. Làm sao cái sự phán xét lại đi đối với sự tha thứ? Thực sự cái thời điểm này cái sự phán xét nó có hiện hữu dưới hai hình thức. Hình thức là những gì bạn đã thấy bạn làm sai nè, bạn thấy bạn xấu nè, bạn làm những điều vô giá trị nè, mà khi bạn cảm thấy mình tội lỗi với những điều đó thì đây là cái không có sự cứu rỗi cho cái việc bạn đã làm. Việc đánh giá và không kết tội là hoàn toàn không có thể được. Tức là bạn làm sai thì tất nhiên bạn sẽ nhận lấy cái hậu quả thích đáng cho mình về những chuyện đó. Không thể nào tránh khỏi được cái việc này. Các bạn phải công nhận sự cần thiết cái việc lựa chọn và kỳ vọng, sự dũng cảm để các bạn đối nhận những cái việc làm sai trái của chính mình.
Đây không có sự đổ lỗi, quán trách hay hờn trách ai ở chỗ này hết các bạn. Đây là cái thời điểm bạn cần phải phán xét lại tất cả những việc bạn làm, những gì bạn quyết định. Có thể lúc đó bạn không có cẩn thận và bạn làm một cái gì đó rất là thiếu trách nhiệm cho các mối quan hệ, cho tài chính, tình cảm, gia đình. Thì đây là cái thời điểm bạn phải nhìn lại chính mình, rút ra được từng cái bài học từ tất cả những gì bạn làm, từ thất bại hay thành công. Hãy tiếp thu những gì đáng giá và sửa lại những gì cần phải sửa. Nhưng nhớ là đừng bao giờ tự đánh mất giá trị của mình qua các việc tội lỗi ê chề. Các bạn không nên mang tâm lý tội lỗi, chỉ thấy được bài học qua những cái sai lầm thất bại của mình thôi nha các bạn. Bởi vì khi mà các bạn thấy mình tội lỗi thì vòng lặp của sự tội lỗi, những cái việc bất như ý xảy đến trong cuộc đời của bạn rất là nhiều. Do đó hãy nhớ là hãy lựa chọn và có dũng cảm thấy được cái bài học của chính mình là cái điều bạn cần phải làm nhất trong cái thời điểm như tháng cuối năm này. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó chứng tỏ là vũ trụ đang muốn cho bạn được tái sinh, cho các bạn được rột rửa khỏi mọi cái tội lỗi và gánh nặng trong quá khứ. Có thể quá khứ là những cái lỗi lầm nó đã dĩ vãng rất là nhiều rồi các bạn, thuộc về quá khứ rồi. Đây là cái lúc các bạn phải sẵn sàng để bắt đầu lại. Thậm chí là bạn có thể cảm nhận một cái sự thôi thúc trong chính bản thân của mình về những cái việc mà bạn đã làm khi xưa. Và chắc chắn các bạn đã trải qua cái thời kỳ khó khăn, bạn cần phải cái sự hy sinh cũng như phải là bỏ qua những cái lỗi lầm của mình khi đó. Đây là cái lúc bạn cần phải đổi mới thực sự đang ở trong tầm tay của các bạn vào những cái thời điểm này. Thông điệp của lá bài là hy vọng các bạn sẽ tái sinh lại bản thân của chính mình và bỏ lại tất cả những cái ràng buộc của sau lưng, giải phóng mình ra khỏi những cái vô minh, những cái không hiểu biết, những cái tội lỗi, những cái dục vọng vì vật chất của các bạn bị gông cùm hay nô lệ bất cứ dưới hình thức nào trong cái thời điểm này. Và tất nhiên vào những tháng cuối năm này, các bạn cảm thấy là có một cái gì đó nó đẩy các bạn dữ lắm, một tiếng gọi bên trong nó thôi thúc các bạn phải có những cái thay đổi quan trọng. Thay đổi có thể liên quan đến đời sống thường ngày nè, về tình yêu, về cuộc sống, về cái sự thay đổi nhận thức. Đó là một sự chuyển đổi toàn bộ về cách các bạn nhìn về cuộc sống này. Rất hiếm khi nó đại diện cho cá nhân các bạn. Nó mô tả các bạn sẽ có một cái tâm linh rất là sâu sắc, thông tuệ. Những cái gì mà nhu cầu vật chất xã hội sẽ không ảnh hưởng được tới bạn nữa. Nếu cuộc sống của các bạn, đây là cái lúc bạn có một cái gì đó am hiểu rất là cao về thế giới, nhân sinh quan của các bạn. Về tài chính thì các bạn cần phải sáng suốt, loại bỏ những cái yếu tố cũ không cần thiết, nên duy trì những mối quan hệ có lợi trong công việc. Do đó các bạn phải cần có sự quyết đoán khôn ngoan hơn và chu toàn khi đưa ra quyết định cuối cùng của việc đầu tư hay là trong công việc. Trong tình yêu, nếu như bạn cảm thấy vẫn còn do dự không muốn yêu, thì nói rằng các bạn đang thiếu tự tin, bởi vì các bạn luôn tự đánh giá và khắt khe với bản thân của mình rất là nhiều. Sự khắt khe không còn phù hợp với tình yêu nữa. Bạn cần phải thoải mái và lắng nghe cảm xúc của chính mình. Sự đánh giá và suy xét sẽ khiến cho bạn sẽ không để ý đến những cái người sống xung quanh bạn, và bạn sẽ dễ bị tổn thương rất là nhiều. Điều này sẽ đẩy họ ra xa bạn. Nếu như các bạn đang trong mối quan hệ lâu dài á, thì hy vọng các bạn sẽ yêu cầu nhìn nhận là bản thân của mình có thể vô tình hoặc cố ý đã làm cho đối phương của các bạn bị tổn thương, nhưng các bạn lại không nhận ra được điều đó. Nó ảnh hưởng đến tình yêu của các bạn. Thông điệp của lá bài là muốn các bạn phải cân nhắc trước khi hành động và dám chịu trách nhiệm nếu như bạn muốn đi xa với nhau hơn trong cuộc đời này. Hãy biết yêu thương nhiều hơn các bạn, tạo giá trị cho bản thân của mình cũng như tạo sự thoải mái cho những người ở cạnh bạn. Bạn phải trở lại một cái người nào đó mà tất cả mọi người đều muốn ở xung quanh các bạn, chứ đừng trở thành một cái người mà ai cũng xa lánh các bạn là các điều không nên làm nha các bạn ơi. Tuy nhiên cái bài thứ hai sẽ đại diện cho những cái thứ sẽ cản trở bạn, các bạn cần phải khắc phục là gì, thì các bạn có lá bài 5 gậy. Khi sứ bài xuất hiện thì nó có những cái xung đột rất là nhẹ nhàng hả các bạn, nhưng mà tự nhiên các bạn biến thành nó một cuộc cạnh tranh rất đầy hào hứng. Bởi vì sao? Bởi vì do những cái người trẻ tuổi họ muốn cạnh tranh chỉ là muốn thể hiện cái tôi của bản thân của mình mà thôi. Giống như là những cái trẻ con mà chơi trò hiệp sĩ, đập gậy vào nhau nhưng không để chứng minh cái điều gì hết á, mà chỉ để là chứng minh là
cái tôi của bản thân mình đúng thôi. Cái điều này bạn xem xét lại mình có nên trở thành những cái nhân vật này trong các mối quan hệ của chúng ta hay không. Những cái xung đột là điều không nên có trong thời điểm này. Có thể các bạn bất đồng quan điểm trong cuộc sống nè. Hai người yêu nhau sẽ bất đồng quan điểm là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà các bạn biến nó thành cái gì căng thẳng, mâu thuẫn, thách thức, gây gổ. Từ đó các bạn cảm thấy là cạnh tranh nó đưa lên rất là cao bởi vì những điều rất là nhỏ nhặt. Các bạn xem xét là mình có nên tham gia vào những cái cuộc mà tranh cãi như vậy không? Hay lá bài hy vọng là các bạn sẽ bỏ đi những cái xung đột không đáng có này. Có thể trong tình yêu, tình cảm và công việc của các bạn có một cái gì ở cạnh tranh là đúng, bởi vì các bạn phải nhớ rằng bạn nên tiếp cận tích cực nhất về cái vấn đề cạnh tranh cũng như tranh cãi bất kỳ ai. Hãy biến nó thành cái gì đó, một cái phương tiện để các bạn phát triển hơn về mặt kỹ năng cũng như là hiểu biết về mình, hiểu biết về đối phương, chứ không phải là để đấu tranh, tranh cãi dẫn đến là cái gì đó giết chết tất cả các mối quan hệ của các bạn là điều các bạn không nên làm. Đây là cái lá bài thông điệp rất là mạnh mẽ. Hãy tiếp cận với cạnh tranh, mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với cái tích cực nhất có thể, xem nó là cái phương tiện để cái phát triển hơn về công việc, về tình yêu, chứ không phải là phương tiện để phá hủy nha các bạn. Và lá bài cũng mong các bạn phải nên có cái việc giao tiếp, các bạn gặp khó khăn rất là nhiều luôn về công việc, về tình cảm. Các bạn đang hình như có vấn đề về cách mà giải quyết khéo léo, tránh sự đổ vỡ trong quan hệ nội bộ. Bởi vì những cái ngôn từ các bạn cũng như cái hiểu biết các bạn háo thắng quá, nó ảnh hưởng đến kết quả rất là nhiều. Do đó các bạn cần phải mềm dẻo hơn trong thuyết phục những người xung quanh, sao cho mọi người cùng hướng về mục tiêu chung á, thì nó mới là tốt. Hãy tháo dỡ những khó khăn, những cái nhìn bất đồng quan điểm của mình. Hãy đưa mình trở thành một cái người trung lập để có cái nhìn sáng suốt nhất, giúp bạn tìm thấy được những khúc mắc và tháo gỡ những khó khăn trong công việc, trong tình cảm của các bạn. Đây là bạn có phải niềm tin vào chính mình, niềm tin mình trở thành một cái người trung lập, biết đứng về phía mình và phía người ta để nhìn thấy tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, sao cho mọi người đều hài hòa, đều giải quyết được vấn đề, tránh xung đột đến hạn chế thấp nhất. Và điều gì tiềm ẩn vào những tháng cuối năm của các bạn là gì? Các bạn có lá bài The Tamarind. Thông điệp của lá bài nó rất là gần với cái thông điệp của cái lá bài phía trước, năm gậy. Khi mà lá bài The Tamarind được xuất hiện thì mong muốn các bạn phải thực sự điềm tĩnh. Các bạn phải tìm biết cái khả năng biết tiết chế cảm xúc và kiềm chế bản thân của mình. Bởi vì trong cái thế giới đầy rẫy những đam mê lôi cuốn, các bạn cần phải tìm thấy giới hạn cho bản thân, cũng như là không có nên thấy cho mình trở thành một cái người dễ kích động bởi những cái yếu tố bên ngoài. Các bạn nên tìm cái sự yên bình trong chính nội tại của các bạn nè. Có thể những mọi thứ xung quanh khuấy động bên rất là nhiều, nhưng các bạn nên nhớ là cái nơi yên tĩnh nhất chính là cái nơi mà giữ được cân bằng điềm tĩnh. Mọi thứ ở cân bằng là cái điều bạn cần phải thực hiện. Khi các bạn phải đại diện cho cái sự thoải mái, vì cái sự thoải mái được đến được khi các bạn là những người trung lập, biết hiểu cho người và cho người mình và cho người khác. Bạn hy vọng mà các bạn sẽ trở thành một cái người có nhu cầu điều hòa, đặc biệt khi những cái lá bài xung đột xảy ra thì các bạn biết sự hòa hiệp và hợp tác là điều tối cần thiết. Hãy tìm kiếm cơ hội để mang lại cho các bên đối lập quan điểm các bạn gần nhau hơn. Thực tế cái sự ôn hòa này chính là cách bạn phải điều chỉnh, bổ sung vào chính bản thân của mình. Những cái gì mà cái sự bất hòa thì một cái giải pháp lý tưởng nhất cho tất cả mọi người luôn, tránh gây cái gì rắc rối thêm nữa các bạn. Hy vọng là các bạn hãy kiềm chế bản thân của mình, hãy biết tiết chế những cái hành động trong cuộc sống, hãy trở thành một cái người cân bằng, yên bình trong ngay cả khi tâm bão, những cái khó khăn trục trặc xung quanh các bạn vồ vập đến các bạn. Tốt nhất là các bạn phải biết khả năng tiết chế cái hành vi của mình, không làm những cái điều gì mà kém đức hạnh, hoặc là các bạn làm cái gì đức hạnh thái quá. Sự cân bằng là cái điều rất là quan trọng trong khúc này các bạn. Đòi hỏi là các bạn phải phá vỡ tất cả cái thái cực, những cái đối lập của mình, hòa trộn chúng lại với nhau. Hãy tìm kiếm cái sự khác biệt là cái điều thú vị, chứ không phải là thấy sự khác biệt là cái điều đó cạnh tranh hay khó khăn cho các bạn. Hai chút tóc đổ và lại với nhau chứng tỏ là người đó cũng chính là bạn, bạn chính là đó. Thế giới này
Bạn tốt thì người ta sẽ tốt, bạn xấu thì người ta sẽ xấu. Tất cả tượng trưng cho yếu tố trong cuộc sống đang chảy cùng nhau. Và con đường này chính là con đường bạn phải đi sâu vào bản ngã của mình. Bạn nhìn lại cái chính nội tâm của mình, thì đó bạn sẽ thấy được cái thế giới bên ngoài như ý bạn muốn. Một khái niệm rất là trừu tượng ha. Và thông điệp của lá bài hy vọng là các bạn sẽ làm cái người kiên nhẫn và lắng nghe người khác nhiều hơn. Khi mà bởi vì thiếu tố cuộc sống bên ngoài có những cái khác biệt hoàn toàn hơn các bạn, nhưng mà các bạn phải tìm thấy được cái sự hài hòa trong tất cả những cái khác biệt đó. Hãy sống cân bằng, tiết chế hơn. Nhất là các bạn có một cái sự lựa chọn nào đó, đôi khi cái lựa chọn các bạn bị cực đoan quá, bởi vì bạn đưa cái tôi của bản thân mình rất là nhiều vào trong những cái vấn đề bạn giải quyết. Có thể những tháng cuối năm này ai cũng tất bật hết, do đó các bạn quên là bồi dưỡng tinh thần cho bản thân của mình, quá chú tâm về thế giới vật chất bên ngoài. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy được sự cân bằng chính bản thân mình. Hãy luôn thể hiện mình nhẫn nại ha, bởi vì nhẫn nại sẽ giúp cho các bạn có những cái thứ gì đó nó tốt hơn, kiên nhẫn hơn nè. Hãy quyết đoán hơn trong cái việc bạn lựa chọn cái mối quan hệ cho chính mình. Hy vọng các bạn tìm thấy được niềm vui trong những tháng cuối năm này. Cái đến là thông điệp của Osho, đó chính là lá bài The Burden, sự gánh nặng. Bởi vì chúng ta đang quá nhiều cái suy nghĩ là nên hay không nên, để áp đặt lên bởi chính cái xã hội này, bởi những người khác. Và các bạn sẽ trở nên tơi tả, vật chất tính toán để cố gắng đạt được nó. Các bạn muốn mình đi nhanh hơn, cố gắng nhanh hơn, cố gắng đạt được những gì bạn muốn trong cuộc sống này. Nhưng mà các bạn đã thấy là mình đã quá mệt mỏi với cuộc sống khi mình phải đối đầu những cái vật chất như vậy. Khi mà các bạn cảm thấy là mình không có bước chân đi nữa, là lúc các bạn mình nên buông bỏ những cái thứ này để bạn gom nhặt từ những cái chính bản thân, thấu hiểu được bản thân mình, chứ không phải bạn sống bởi vì những cái yêu cầu mong muốn của xã hội, bởi những cái vật chất. Đây chính là gánh nặng rất là nhiều mà các bạn đã bị áp đặt bởi những cái xã hội muốn cho các bạn trở thành người các bạn, chứ không phải là cái người mà bạn muốn trở thành. Điều quan trọng nhất là các bạn phải đấu tranh cho sự thật để tạo nên được mình là ai, mình muốn gì và cần gì trong cuộc sống này, chứ không phải là cái sự việc tạo nên sự nhầm lẫn bởi chính cái xã hội muốn bạn là cái người đó. Hy vọng là các bạn hãy nắm bắt được cơ hội của chính mình. Bởi vì tất cả các mục tiêu, mục đích cho cuộc sống này là hướng tới cái việc bạn sống với hạnh phúc của chính mình. Nếu như bạn không thấy được hạnh phúc thì đó không phải là cái hạnh phúc thực sự các bạn. Đó là một cái lời nói dối. Một lời nói dối bằng cái việc là bạn phải có nhà đẹp, vợ đẹp, con xinh, hay là cái gì đó thành công. Nó không phải. Đó là tất cả những việc sẽ dối trá. Sự dối trá sẽ biến mất. Tất nhiên khi bạn sống là chính mình, bạn làm những gì bạn thích, bạn yêu những người bạn yêu, bạn ăn những món đồ bạn thích, đó chính là cuộc sống. Và cuộc sống nó sẽ trở thành sự thật khi các bạn biết mình là ai, mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống này. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.